Về xem ngày sinh đại cát đại lợi của người tuổi Mùi về âm lịch. Với những ngày sinh đại cát đại lợi của người tuổi Mùi là những ngày tốt, nó đại diện cho những sự may mắn lanh thông, vận trình suôn sẻ và tốt đẹp. Nếu như con giáp này sinh đúng ngày thì cuộc đời sẽ hứa hẹn thành công rạng rỡ, và cụ thể như thế nào thì sau đây xin mời các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây. Với những ngày sinh đại cát đại lợi của người tuổi Mùi không chỉ là thông tin tham khảo dành cho những người trưởng thành, cầm tinh con Mùi biết một số điểm chính về số phận cuộc đời của mình, mà nó còn có những ý nghĩa cung cấp kiến thức để các bậc cha mẹ lựa chọn ngày sinh tốt cho đứa trẻ của mình về sau này. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là với những ngày sinh tốt nhất cho những người tuổi Mùi. Thứ nhất là đối với người tuổi Mùi mà sinh vào ngày mùng 7 là người có tính cách ôn hòa khoan dung, nhân duyên tốt, con đường xã giao cũng thoải mái tốt đẹp, gia vận hài hòa, một đời an lạc, đặc biệt là đường tài vận dồi dào, vì vậy không cần lo nghĩ đến cái ăn cái mặc. Thứ hai là người tuổi Mùi sinh vào ngày 12 là người có chí khí, là người có tài năng, người mang mệnh lãnh đạo, dẫn dắt một tập thể. Từ trung niên thì người này bắt đầu phát vận, tăng chức tăng lương, gia nghiệp hưng vượng, có thể nói là đạt đến đỉnh cao của danh vọng. Thứ ba là người tuổi Mùi sinh vào ngày 13 là người có tướng mạo đoan chính, tài năng xuất chúng, đạt được nhiều thành tựu xuất sắc, một đời vinh quang, nữ mệnh là tốt hơn nam mệnh, có thể là thành nữ cường nhân. Thứ tư là người tuổi Mùi mà sinh vào ngày 14 là người có thể hưởng phúc của tổ tiên, ông bà, cha mẹ để lại, và người này thường xuyên gặp quý nhân giúp đỡ, một bước lên mây, nhanh chóng thành công và đạt được những tài lợi trong cuộc sống. Đây phải nói là người tài đức song toàn. Còn với người tuổi Mùi mà sinh vào ngày 28 là người tinh lực dồi dào, là người túc trí đa mưu, làm việc gì cũng quả quyết và kiên nghị, có thể tự thân lập nghiệp, độc lập tự chủ, một mình xây dựng cơ đồ. Với con người không ngại khó khăn và gian khổ, người này luôn vững bước tiến lên, can trường thì rất dũng cảm. Còn đối với người tuổi Mùi mà sinh vào ngày 29 là một người một đời hương vượng, gia vận dồi dào, tuổi trẻ mặc dù bình thường, nhưng người này trung niên trở đi sẽ có thể là thành nghiệp lớn, có thành tựu lớn, dần dần trở thành một đại hào phú. Còn đối với người tuổi Mùi mà sinh vào ngày 30 là người có thiên phú to lớn, vận mệnh cát tường, khó khăn không nản, luôn theo đuổi tài lợi, chấn hưng cơ nghiệp của gia đình và trèo chống cho cả gia tộc. Và các bạn thân mến, việc thứ hai là về xem bói ngày sinh khác cho người tuổi Mùi. Và ở trên là những ngày sinh đẹp của người tuổi Mùi. Sinh đúng ngày đẹp có thể mang số tốt mệnh lành. Để có cái nhìn tổng quát về các ngày sinh thì dưới đây mời bạn đọc theo dõi những thông tin về vận mệnh của từng ngày cụ thể. Trong đó thì có những ngày chưa tốt thì nên tránh, và có một số ngày tương đối đẹp chỉ sau những ngày đại cát thì cũng có thể chọn để sinh con. Thứ nhất là đối với người tuổi Mùi mà sinh vào ngày mùng 1 là người có vận trình nhấp nhô sóng gió, gặp nhiều trắc trở và thử thách trong cuộc sống, nhưng người này có ý chí kiên định vững vàng, có lòng cầu tiến, rất bất chấp mọi khó khăn, bất khuất, dùng trí tuệ của mình vượt lên tất cả. Người này rất cố gắng đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Còn đối với người sinh vào ngày mùng 2 là người tuổi trẻ không tốt, khổ cực vất vả, bại nhiều thành ít, khó khăn chông gai, nhưng từ trung niên thì đổi vận, bắt đầu đạt được những thành công và thuận lợi hơn hẳn. Còn đối với người tuổi Mùi mà sinh vào ngày mùng 3 là người có cuộc đời phong ba bão táp, tai họa hung hiểm, rất thấy rõ. Nếu không có tâm chính trực, làm việc ngay thẳng thì rất dễ thấy lao ngục hoặc họa tù tội, dính líu đến pháp luật. Còn với người tuổi Mùi sinh vào ngày mùng 4 là người có sự nghiệp như ý, không mệt, không phiền, ung dung như gió mùa xuân. Nam thì cưới được thê trợ giúp chồng làm giàu, nữ thì cưới được chồng giỏi giang lo lắng cho vợ con trong cuộc sống. Còn với người tuổi Mùi mà sinh vào ngày mùng 5, đây là một ngày sinh nửa mừng nửa lo, nửa tốt nửa xấu. Tuổi nhỏ thì tốt hơn, thanh niên bắt đầu gặp nhiều phiền muộn. Trung niên khai vận tuy đã có khởi sắc nhưng sự nghiệp vẫn còn nhiều phen long đong và lận đận. Còn đối với người tuổi Mùi mà sinh vào ngày mùng 6 là một nhân tài, lòng cầu tiến mạnh mẽ, là người có hy vọng thành công và hậu vận tốt, là tiền vận thì không tốt. Còn người tuổi Mùi sinh vào ngày mùng 8 là người có tính cách kiên cường, hành động luôn theo cảm tính, có lòng tự trọng cao. Với nữ mệnh và nam mệnh là có số phận tương phản với giới tính của mình. Nam thì tính ôn nhu hòa khí, nữ thì lại là người mạnh mẽ và phóng khoáng. Còn đối với người tuổi Mùi mà sinh vào ngày mùng 9 là người có trí lực bình thường, lòng cầu tiến không mạnh mẽ, có ý chí kém, luôn có tham vọng nhỏ nhoi, thân thể không khỏe, nhất là thời trẻ thì rất tệ, nhưng hậu vận tốt hơn, phải chăm chỉ rèn luyện giữ gìn sức khỏe trong cuộc sống thì mới đảm bảo sức khỏe. Còn với người tuổi Mùi mà sinh vào ngày mùng 10 là người có trí lực xuất chúng, năng lực vượt trội, luôn có khả năng tiếp thu nhanh, người này thích đọc sách và chắc chắn là có đất dụng võ, có thể phát huy được khả năng. Vì vậy, bạn kiên trì bền bỉ, mọi việc đều như ý và thành công sẽ đến với bạn mà thôi, nhưng nó đến là hơi muộn. Với người tuổi Mùi sinh vào ngày 11 là người phóng khoáng nghĩa hiệp, thấy chuyện bất bình sẽ giăng tay tương trợ, lấy giúp người làm niềm vui, được mọi người tôn trọng và kính mến. Người này quan hệ xã giao thường vui vẻ và rất hài hòa. Còn người tuổi Mùi sinh vào ngày 15 là người vận trình hung cát, có vui có buồn, mệnh mang quan tinh và là người có số quyền thế nhưng gây thù chuốc oán khắp nơi, chập trùng bất định, nhất định phải cẩn thận giữ mình. Còn với người tuổi Mùi sinh vào ngày 16 là người thông minh lý trí, có sức phán đoán rất tốt, mạnh mẽ nhưng thái độ lại kiêu căng ngạo mạn, không được lòng người khác. Người này cuộc đời bình thường, ung dung, ít lo lắng và buồn phiền. Còn đối với người tuổi Mùi sinh vào ngày 17 là người có trí lực xuất chúng, đức cao vọng trọng, nhiều người kính nể, tài năng ở mọi phương diện, cuộc đời danh lợi trong toàn, thành công rạng rỡ. Với nữ giới thì tướng mạo đẹp đẽ, thích hưởng thụ, có xu hướng kết hôn vì tiền. Còn với người tuổi Mùi mà sinh vào ngày 18 là người có tính cách thâm sâu khó lường, tuy là đa tài đa nghệ nhưng không tinh thông nên cuộc đời lên xuống thất thường, khó đoán định. Với nữ mệnh thì hiền thục, khá ôn hòa và muốn sống một đời bình đẳng. Còn với người tuổi Mùi sinh vào ngày 19 là người có tính ham hư vinh, bên ngoài thì hào phóng nhưng là không có nội hàm. Với nữ mệnh tính cách rộng rãi phóng khoáng và thật thà hơn nam giới. Còn đối với người tuổi Mùi mà sinh vào ngày 20 là một trong những ngày tốt của người tuổi Mùi. Nam thì là thông minh, nữ thì hiền lành lương thiện. Người này có ý chí phấn đấu cầu tiến, có lời nói khí phách, ân nghĩa rõ ràng, là người chính trực và quan hệ xã giao cũng tốt. Còn người tuổi Mùi sinh vào ngày 21 là một người có tài năng học vấn cao nhưng lại không được trọng dụng, không có cơ hội thể hiện nên chỉ có thể là oán trời trách đất, uổng phí tài hoa một đời. Còn người tuổi Mùi sinh vào ngày 22 là người có vận trình gian nan, không cầu viện được ai, tự mình phấn đấu, trèo chống vượt qua sóng gió. Đại nạn qua đi thì cát vận lại tới, đạt được thành công ngoài ý muốn. Còn với người tuổi Mùi sinh vào ngày 23 là người này cuộc đời gian nan, gặp nhiều khủng hoảng, trong đó có một lần gặp đại nạn. Nếu có thể vượt qua cửa ải khó khăn này thì gặp dữ hóa lành, gặp nghi hóa an, sóng yên biển lạnh và chung hưởng thái bình. Còn đối với người tuổi Mùi sinh vào ngày 24 là người được hưởng phúc ấm tổ tiên, gặp quý nhân nâng đỡ và đề bạt, nên một bước lên mây, đạt thành sự nhưng con đường hanh thông thuận lợi hơn người khác, nhưng người này lại có tính hay kiêu ngạo. Với người tuổi Mùi sinh vào ngày 25 là người tài hoa xuất chúng, làm người khôn khéo, biết ứng xử, trí công vô tư, ngay thẳng thật thà, ai cũng yêu mến và kính trọng. Với người tuổi Mùi sinh vào ngày 26 thì vận trình cát hung, họa, phúc, đan sen, có chìm có nổi, biến động bất ngờ, sự nghiệp thành công nhưng chuyện trong nhà thì rối ren gây phiền lòng, vợ chồng luôn bất hòa, thường xuyên tranh cãi, Với người tuổi Mùi sinh vào ngày 27 là người có mệnh đào hoa, một đời phong lưu, thích ăn chơi, cuộc sống phong phú muôn màu muôn vẻ, thích rượu ngon sắc đẹp nên không có chí thú làm ăn. Tuy không có món tiền lớn nhưng về tiền nhỏ thì không thiếu, cơm no áo ấm, không nghèo khó, không túng thiếu. Và trên đây là những thông tin về những ngày sinh đại cát đại lợi của người tuổi Mùi. Qua đó bạn đọc có thể biết mình có những ngày sinh nào tốt hay không. Nếu tốt thì tốt nhất ở phương diện nào, nếu xấu thì cần phải bổ sung hay khắc phục phương diện nào. Và hãy dựa vào đó để lựa chọn ngày sinh phù hợp nhất đại cát nếu có ý định sinh con vào năm Mùi. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.